Tại sao tổ chức Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS tích cực kêu gọi thả tự do cho Ikwing Brap? Từ khi Ikwing Brap bị bắt tại Thái Lan về tội xuất nhập cảnh trái phép ngày 11 tháng 6 năm 2024, Ủy ban Cứu trợ người vượt biển BPSOS tích cực nhất và tìm mọi cách kêu gọi, vận động các cơ chế quốc tế, tổ chức nhân quyền, chính giới các nước can thiệp, gây sức ép với Thái Lan, trả tự do cho Ikwing Brap. Chỉ cần lần lại những hoạt động của BPSOS do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu và nhóm Người Thượng Vì Công Lý do Ikwing Brap cầm đầu dễ dàng cho ta thấy ngay lý do. Lướt qua các dự án, chiến dịch, hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc chống phá nhà nước Việt Nam của BPSOS những năm vừa qua, đều thấy Ikwing Brap là cánh tay đắc lực của Nguyễn Đình Thắng. Ikwing Brap có mối quan hệ với thành phần cực đoan trong dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, có quan hệ đồng tộc với người dân tộc trong nước, có quan hệ với thành phần tổ chức phản động lưu vong người dân tộc thiểu số, số Phunro cũ, bởi vậy Ikwing Brap dễ dàng tìm kiếm nhân lực, cung cấp bằng chứng cho các báo cáo về tự do tôn giáo về Việt Nam của BPSOS. Thậm chí, Ikwing Brap và số cốt cán tổ chức Người Thượng Vì Công Lý sẵn sàng làm nhân chứng, nạn nhân cho các chiến dịch vận động truyền thông, vận động các quỹ dân chủ, nhân quyền trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc cho Nguyễn Đình Thắng trục lợi, gây thanh thế, xăm tài trợ. Nói đúng bản chất, đây là mối quan hệ cộng sinh. Nguyễn Đình Thắng khó có thể tìm được tay chân nào đắc lực, đắc dụng hơn Ikwing Brap. Có thể nói, báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF những năm gần đây đặc biệt có thêm nhiều nội dung xuyên tạc liên quan đến vấn đề dân tộc, tự do tôn giáo trên địa bàn Tây Nguyên đều từ nguồn của BPSOS. Chứng kiến cường độ tiếp xúc, trao đổi giữa Nguyễn Đình Thắng và số cốt cán BPSOS với nhân viên USCIRF là minh chứng rõ nét nhất cho sự hợp tác giữa cơ quan chuyên sản xuất báo cáo tự do tôn giáo quốc tế với tổ chức chuyên gia chống phá quyết liệt nhất về lĩnh vực tự do tôn giáo Việt Nam. Trên thực tế và chắc chắn là vấn đề cốt yếu nhất, BPSOS vốn là một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, được Thắng thiết lập như một tổ chức phi chính phủ NGO, nhận tài trợ từ nước ngoài, tiến hành nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động nổi trội là hỗ trợ người tị nạn tại Thái Lan. Chỉ biết, những năm qua, nhờ vào hoạt động hỗ trợ người tị nạn này mà Thắng đã nhận được những khoản tài trợ cách xù lên đến hàng trăm ngàn đô la từ các tổ chức nước ngoài, những tổ chức có thái độ thù địch và muốn chống phá khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Ikwing Brap và tổ chức Người Thượng Vì Công Lý là một trong những tổ chức chân rết được BPSOS bảo trợ. Từ khi trốn sang Thái Lan, hoạt động chính của Ikwing Brap là nhân danh nhà nhân quyền ôn hòa, đại diện cho các đồng bào tại chỗ ở Tây Nguyên để đi lừa phỉnh, lôi kéo người đồng bào ở các tỉnh Tây Nguyên vượt biên sang Campuchia, Thái Lan để có cuộc sống sung sướng. Điều này đồng nghĩa với việc tổ chức Người Thượng Vì Công Lý MSFT lẫn Ikwing Brap nhận được sự hỗ trợ từ BPSOS. Và nếu Ikwing Brap bị dẫn độ về Việt Nam và bị điều tra xét xử với tội danh khủng bố, thì BPSOS sẽ bị kết án là tài trợ khủng bố. Khi bị kết án theo tội danh này, chắc chắn BPSOS cũng như Nguyễn Đình Thắng sẽ là đối tượng truy nã tiếp theo của lực lượng chấp pháp Việt Nam. Ikwing Brap là kẻ chủ mưu, đứng sau xúi dục, chỉ đạo cho các đối tượng trong nước thực hiện nhiệm vụ tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại Đắk Lắk với hành vi hết sức man dợ, mất hết nhân tính, gây phẫn nộ dư luận. Dù BPSOS và các tổ chức phản động chống đảng nhà nước Việt Nam ở bên ngoài ra sức vu cáo nhà nước Việt Nam về dân chủ, nhân quyền, xuyên tạc chính sách pháp luật Việt Nam về dân tộc, tôn giáo, nhưng chắc chắn với những chứng cứ rõ ràng và sự nghiêm minh của pháp luật, Ikwing Brap sẽ phải bị dẫn độ về nước và chịu sự xử lý của pháp luật. Những thành phần hậu thuẫn, cung cấp tài chính, nuôi dưỡng cho Ikwing Brap và thành phần cực đoan phản động trong dân tộc như BPSOS cần phải bị phơi bày, vạch trần để chúng không còn gắn mác núp danh nhân quyền, xuyên tạc, chống phá Việt Nam được nữa.